Mẹ ơi, con không thích con trai. Con là một người con trai. Con chỉ bị sinh nhầm trong cơ thể một đứa con gái thôi. Mẹ nói là mẹ ơi, con bận cáo nghịch thì con thở hết nổi. Mẹ kêu ừ vậy thôi, mẹ, con mở ngực bình thường đi con. Nói không, con bận được cáo đó. Nên thôi giờ mẹ cho con đi cắt đi. Xong mẹ khóc quá trời, mẹ Hòa nó đang chở mẹ trên đường từ Sài Gòn về Biên Hòa. Mẹ khóc, không được đâu ơi, con cắt cái rồi con chết đó. Con không được cắt, mẹ đẻ con ra sao con phải để nguyên dạng vậy. Xong rồi con lỡ con làm mất cái này rồi. Mất cái gì, con mất điện thoại, con mất cái gì con nói cho mẹ nghe. Dạ, không có cái nỗi đau nào mà nhìn con mình mà bị như vậy hết. Người phụ nữ mình là có được cập nhật thôi, mà đem đi phẫu thuật đi cắt rồi, rồi còn gì nữa. Bước vô nó thắng thiệt chứ. Quá dạ, đau đớn luôn. Khóc quá trời. Ủa là 11 em cắt tóc rồi hả? Dạ đúng, em cắt tóc là lớp 10. À, lúc cắt tóc có xin mẹ không? Cái lúc đó chắc cũng khủng lúc khiếp đó đúng không? Lúc đó là không dám xin mẹ, chỉ có xin ông ngoại thôi. Cái là mẹ em là cái thuộc cái mẫu người là mẹ em thích những đứa con gái mà tóc phải tóc dài mà không nhuộm, không uống, không gì phải là nguyên thủy. Cái đó là người đàn ông mình giống nhau. Dạ. Xong rồi hả, đằng đó là em vô em mé với ông ngoại, em nói ông ngoại ơi, tóc con dài quá, con nóng không chịu không nổi, ông ngoại xin mẹ cho con đi cắt ngắn đi. Cái ông ngoại mới nói mẹ ừ tóc nó dài nó ăn vô nuôi tóc không mà. Cho đi cắt ngắn thì mẹ em nghĩ là cắt ngắn cũng gang tay là cùng. Em quất cái đầu Lâm Chấn Khang về, mẹ xỉu cái đùng luôn. Mẹ xỉu dữ quá. Lâm Chấn Khang là xỉu sao luôn? Cái máy nó dài xuống đây đúng không? Dạ đúng rồi, cái thời nó dài ở đây đúng không? Có cái đuôi xuống đây đúng không? Rồi đây, đây. Rồi đúng rồi. Rồi ơi, rồi mặc áo dài sao? Không, em không ở dài. Hồi xưa là em có một đứa em chơi ngoài đường thôi, nó bị bệnh tim. À. Thế là em dẫn nó đi khám và lấy tên em. Thế xong em có một cái hồ sơ bệnh án là bệnh tim, em lên nộp thẳng nhà trường, em không mặc áo dài luôn. À, có nghĩa là em có sự tính toán trước là không mặc áo dài. Dạ đúng rồi, em phải tìm đủ mọi lý do để em không mặc áo dài. Rồi, nó không có mặc áo dài. Nhưng mà lúc mà xỉu cái đùng cái là mẹ đã biết là nó muốn là con trai chưa? Cũng đã biết trước rồi à, mà nghĩ là không ngờ mà nó đi cắt cái kiểu ra vậy đấy. Lúc đó ngay chỗ cô bán hàng, nó bước vô siêu thị, nó bước vô ngay cái quầy chỗ cô bán, nó nói trời đất ơi, phải con không vậy? Nói vậy đấy, cái đang ôm điện thoại mà để chân vô trong tủ ấy, ôm đang trong hộp cả chục cái vậy dằn xuống cái. Đàn ông là thấy mệt là thấy gục xuống đó. Xỉu luôn rồi, lúc đó là bên sao bên cái cảm giác của em sao không? Nó sợ, nó đứng trời, khóc hả? Đứng chờ đó luôn, xong mọi người cũng lại đỡ mẹ rồi lấy nước rồi nọ thì tí xíu thì mẹ tỉnh à. Rồi. Xong rồi lúc đó mới khóc, mẹ mới khóc và mẹ mới cấm không được cắt tóc nữa. Không được như vậy nữa. Dạ, cái xong mà em cũng chối, em chối nhăn răng luôn là trời con chỉ theo phong cách từ em có chơi rap. Em nói là con chỉ bên rap, con chỉ hip hop thôi chứ con không phải như vậy, con không có thích con gái, mẹ đừng lo. Thì lúc đó là em phải kiếm một cái ông anh gọi là cũng khá thân, em dẫn về nó đây bạn trai con đây, mẹ đừng lo nữa. Vậy luôn á hả? Xong rồi mẹ phải bắt em, lúc đó em đã tóc ngắn rồi mà mẹ còn mua đồ con gái thì cho em bận mua đồ áo thun gì bướm bông tùm lum tùm la. Rồi em có mặc không? Thì phải bận cho mẹ vui, bởi vì trời đầu đó mà mặc đồ bướm kỳ lắm em. Thì có trời, lúc đó nhìn em như một đứa trong chạy tâm thần. Trời đầu Lâm Chấn Khang mà mặc đồ của chị Hiền Thục chắc nó kỳ lắm luôn ha. Xong rồi anh của em mỗi lần qua đi chơi là phải chở em qua nhà bên đó rồi em thay đồ rồi em mới đi chơi, xong rồi tối em phải về bên đó em thay đồ anh em chở về. Với lần hồi đó có cái là mặc quần con trai là cứ lịch chị lại về là lấy kéo cắt hết. Cắt không cắt ngang quần luôn, cắt xé là bỏ, cắt luôn, không có cho là nó thấy đồ luôn. Con trai là cắt. Cắt là hết là không cho nó mặc. Rồi. Là cô cắt á. Đúng rồi, cô cắt không cho nó mặc quần con trai. Nhưng mà nó vẫn mua, nó để riêng bên nhà bạn đó, nó đến hồi ở nhà thì nó mặc đồ con gái, ra đường đi chơi nó mặc đồ kia đâu nó có được. Hậu thuẫn sau lưng. Đúng rồi, nó có cái ekip mình sao làm lại nó sao đúng mà rồi. Làm lại nhưng mà có giờ bây giờ giận dỗi rồi mình cảm giác là mình muốn được thoát ly, mình muốn sống một mình để mình sống đúng theo cái suy nghĩ của mình với cái gia tính của mình không? Có một lần bỏ nhà đi sao mà viết giấy để lại thôi. Nhưng mà đợt đó thì không phải là do giới tính mà lúc đó sáng lúc đó là không nhớ là cãi nhau với ba cái gì. Xong rồi lúc đó là bị bức xúc con nhỏ em nữa. Bao nhiêu tuổi con? Dạ con lúc năm đó con còn nhỏ, con mới 14 tuổi rồi. Trời ơi, 15 gì đó, nó trong lớp 8 lớp 9. À nghỉ hè lớp 8 chuẩn bị bước vào lớp 9 á. Thì lúc đó là mẹ hay bắt ở nhà trong em, mà lúc đó thì con em nó mới vô lớp 1 và con em thì nó rất là, nói chung là con bé em nó cũng không phải vàng dừa, nó cũng lì lắm. Mà mình thì bản thân con thì con cũng ghét trong em lắm. Và lúc đó mẹ đi bán hoài, ba mẹ ai cũng đi làm, có mình ở nhà với nó. Mà nó ở nhà với mình thì nó ngoan, xong tối giờ có nhiêu chuyện mét hết cho mẹ nghe. Xong rồi mẹ chửi, cái lúc đó bị dạng mịch, bị áp lực. Đúng rồi, áp lực. Xong rồi cái bức xúc quá cái rồi thôi. Viết tờ giấy để lại cái đi mất tiêu. Khi nó giận nó bỏ đi thì mình làm sao? Về nhà đọc cái thơ đó là sản điếng lên rồi. Không xỉu sản lên rồi đó. Đầu cứ tức tốc lên điện hết. Cả gia đình hai bên rồi chạy đi tìm nó. Không biết giờ biết tìm ở đâu mà nó không xài điện thoại nữa. Mà bạn bè nó là không liên lạc được, không biết đứa nào luôn. Rồi cái tìm ra được cái ông Honda ôm mà hay chở nó đi học rồi đó. Tới nhà ông đó. Rồi hỏi ổng mà ông đó cũng ác nghe. Nó dặn ổng mà đừng cho mẹ biết.
Không rồi lại ba nó làm dữ lắm rồi ông đó mới chỉ. Trời đất ơi, chỉ cái mới tới rồi. Xuống Sài Gòn nè mới tìm ra được nó rồi mừng đi đâu cô đó. Bên đi đâu nó cô? Ở nhà bạn nó. Bạn đó là mối tình đầu của em luôn á. Vậy nhưng lúc của em giấu thì chỉ mới đi khoảng 10 giờ sáng là em đi thì khoảng 8 giờ tối là em đi bắt về rồi. Trời ơi, là... Mẹ bắt. Dạ đúng xuống rồi. Được tới nơi bắt về là mừng lắm lận. Bữa đó ba chở nó để cho nó ngồi chính giữa. Mà cảm giác đến lúc mà mình ôm được con mình là mừng dữ lắm rồi. Đi dọc đường cứ hung nó suốt rồi. Không phải không la hả? Không, không la. Chị về sẽ nhà bảo vậy đó bằng cách nào? Về nhà cứ dỗ nó sao? Bắt đầu lúc đó là cứ theo bám sát nó suốt luôn. Cái đầu đưa điện thoại cho nó xài. Khi có gì là alo rồi con ở đâu nghe. Mà lúc đó là hết dám la nó rồi. Đó là phải dỗ, dỗ nó. Là lúc đó là đánh đòn tâm lý luôn á. Là lúc từ cái khoảng thời gian đó về sau là ba mẹ ít la nó đúng không? Dạ, ít la sợ hả? Đó rồi. Sợ đúng rồi, sợ đúng không? Sợ đánh đòn tâm lý quá mạnh. Lần là sản điến rồi. Ủa, nó... Nhưng mà mình là mẹ nè, mình tuyệt vọng cái mình cũng hay... mình hay dựa vào cái nghiệp, dựa vào tâm linh, dựa vào cái gì đó. Em có khuyên nhủ bằng tình mẹ con rồi không được rồi em có phải đi cúng đi phái để giờ đi thôi. Cái đó có luôn. Có luôn à. Mấy mẹ con mới dẫn ra ở ngoài chùa, ở ngoài Bà Rịa đó, ra ngoài ông sư. Nghĩ giải nghiệp mới đúng nói không? Đúng rồi, nói ông sư là đó con vậy đó, đem nó ra luôn. Rồi ông sư cũng ngồi cũng vuốt đầu nó, ông sư nói thôi giờ là con phải quay về cái vị trí của con. Con là con gái con phải quay về như vậy chứ con đừng có làm con trai. Thì ông sư cũng có nói vậy á, rồi về nhà cũng thắp nhang cũng đọc kinh rồi để đặng đọc kinh chú Đại Bi rồi đó đặng cho con mình đó nó quay về trở lại về với con gái bình thường mà rút cuộc nó học được. Rất giỏi đúng không em học giỏi không thấy em quậy rồi đánh lộn rồi học giỏi không thật ra thì đến cái một khoảng thời gian là em xác định được là bây giờ nếu em phải làm gì để mẹ chấp nhận em đó, em phải đặt câu hỏi đó thì lúc đó em mới biết là nếu như mà mình cứ phải khác người đi, mình cứ làm những trò này trò kia, mình đánh nhau, mình quậy phá, mình tiêu cực thì mẹ sẽ nhìn vào những điểm đó là mẹ không chấp nhận mình. Thì bây giờ đến lúc mình phải tích cực rồi. Thì lúc đó là sau cái vụ đánh nhau hồi năm 11 là em bắt đầu em học. Thì em phải học, em bắt đầu tập trung và cái ngày mà em tự khẳng định là trước đó là em chối. Lúc nào mẹ hỏi em cũng chối, em nói không, con chỉ theo phong trào thôi. Nhưng mà ngay cái đêm mà em cầm được cái giấy báo đậu đại học rồi á, thì em mới có thể ngồi xuống với mẹ và đưa cho mẹ em nói là mẹ ơi con không thích con trai. Con là một người con trai. Con chỉ bị sinh nhầm trong cơ thể của một đứa con gái thôi. Và con mong là mẹ chấp nhận con. Nhưng mà tuy rằng như vậy nhưng mà con vẫn sống tốt được. Bằng chứng là con đậu đại học rồi. Thì lúc đó mình mới có một cái gì đó để mình nói chuyện với mẹ. Thì lúc đó mẹ khóc. Nhưng mà lần đó là lần mà mẹ chấp nhận rồi. Thế là mẹ nói là thôi con như thế nào cũng được. Nhưng mà lúc đó thì mẹ vẫn điểm thêm một câu là nhưng mà mẹ mong là bây giờ con còn nông nổi, con còn nhỏ. Mẹ cũng mong là giờ một thời gian nó lớn lên con suy nghĩ khác. Nhưng mà lúc đó mẹ không cấm nữa, là lúc đó là tự do muốn ăn bận gì ăn bận, muốn có bạn gái thì có bạn gái thôi, không cần phải giấu giếm mẹ nữa. Mẹ chỉ nghĩ là mẹ nói với nó là cho con chơi tới hết đại học thôi. Vụ đó hả? Đúng rồi, cho mình con chơi con hả? Làm như vậy con làm con giả trai cho tới đến lúc con học giả hết đại trai, học con giả trai. Rồi đến lúc mà con học xong rồi con về nhà là con ra trường là con cưới chồng con sanh con cho mẹ. Cái nó dạ là mình luôn, nghe là mình luôn. Mừng rồi đó. Dạ. Rồi chú ba nó cũng biểu là để tóc dài trở thành gái đi, chú ba mua chiếc SH đó, chú ba có biểu như vậy luôn. Trời ơi, thấy thương vậy. Dụ như mọi cách hả? Cuối cùng cũng không được, không lại với nó luôn. Dạ. Thì xong tiếp theo đó thì có một lần mẹ phát hiện em dùng một cáo nịch cái dòng một lại. Và lúc đó mẹ rất là lo, mẹ khóc quá trời luôn, mẹ nói thôi bây giờ con như thế nào cũng được, mà con đừng có sử dụng cáo này. Thì cái này nó bị ung thư đó. Thì mẹ bận một cáo mà mẹ bận ôm một chút thôi là mẹ đã khó thở rồi. Con nịch vậy sao con chịu nổi. Nhưng mà em đã dùng cáo đó chắc cũng phải 7-8 năm trời. Cho đến một mới đây cách đây nửa năm là em đi phẫu thuật vòng 1. Là em cắt bỏ hoàn toàn vòng 1 luôn. Là em phẫu thuật rồi hả? Dạ phẫu thuật rồi. Mà cái lần đó em đi phẫu thuật em cũng giấu mẹ luôn. Thế là em không nói cho mẹ biết luôn. Trời ơi rồi sao rồi? Trước đó thì em có vấp mé, em nói là mẹ ơi con bận cáo nịch rồi con thở hết nổi rồi. Cái mẹ kêu ơ vậy thôi con mở ngực bình thường đi con. Thế không, không bận được cáo đó. Nên thôi giờ mẹ cho con đi cắt đi. Xong mẹ khóc quá trời. Mẹ hòa lên đang chở mẹ trên đường từ Sài Gòn về Biên Hòa mà mẹ khóc. Không được đâu ơi, con cắt rồi con chết đó. Con không có được cắt rồi mẹ đẻ con ra sao con phải để nguyên dạng vậy. Xong rồi em âm thầm lặng lẽ em đi tự đi em cắt. Xong cái tối ngày hôm nay em còn đang nằm trong bệnh viện luôn. Mẹ điện, con nói mẹ buồn phiền gì đó. Mẹ than. Cái sao em nói mẹ con nãy con uống cà phê cho con bị giật quá. Giờ con mệt trong người quá thôi cúp máy nha. Sáng mai con gọi lại. Cái đến sáng em mới gọi lại cho mẹ. Em nói là mẹ ơi con lỡ con làm mất cái này rồi. Mẹ nó mất cái gì? Con mất cái gì? Con mất xe, con mất điện thoại, con mất cái gì? Con nói cho mẹ nghe nó. Dạ con mất cái vú rồi. Lúc đó là nghe là quảng hồn luôn. Nghe sao cảm xúc của cô đó là sao cô? Quảng điến luôn chứ sao là cô chạy liền xuống. 45 phút sau là có mặt tại Gò Vấp liền. Không có cái nỗi đau nào mà nhìn con mình mà bị như vậy hết trơn á.
người phụ nữ mình là có được cặp ngực thôi, mà đem đi phẫu thuật đi cắt rồi thì còn gì nữa. Bước vô có thấy thiệt chứ, quá vô đau đớn luôn, khóc quá trời. Phải gì mà mình sanh nó ra con trai thì cơ thể nó đâu có chịu đau đớn như vậy đâu. Nội mình đứt cái tay này mình còn thấy đau đớn luôn, gì phẫu thuật cắt nguyên cái ngực mà bỏ đi thì còn là cái gì mà nó là con trai. Đúng rồi, là lúc là cắt bị còn đang bị thương bị quấn hay sao? Dạ đúng, đúng rồi, rồi. Đang bị chưa cắt chỉ luôn, mới từ bệnh viện về luôn á, là mới bệnh viện về là dạ. Còn thuốc tê hả? Dạ còn thuốc tê là em chưa tự ngồi dậy được luôn mà đau chết luôn á trời. Lúc đó là có mẹ kế bên hả? Mẹ lên mẹ khóc xong lên xuống là thấy là mà ôm con là ngồi đó khóc thôi. Tại lúc đó thật ra đó là mình suy nghĩ tích cực hơn, mình dạ, sẽ không rồi. Đau khổ vì nó muốn là con trai thì con trai phải là như thế này thì mình sẽ, tại vì mình đâu còn con đường nào khác nữa đúng không, cho nên phải chấp nhận cái sự tiêu cực trở thành tích cực để mình có thể tiếp tục cùng với con đi tiếp. Nhưng mà rồi thì bây giờ nó vẫn thành công đúng không? Giờ dạ, thì nó công. Vẫn rất là tự tin và khi trở về đúng vợ hả? Là... vợ là người yêu bé dạ, gì dạ. Đó, bé gì tên? Tú Tri. Tú Tri trời rất là xinh đẹp luôn, rất nhưng mà là cái, đẹp. Cái thời gian mà con phải đi học sinh viên đó rồi con vất vả, con cực khổ và cái thời gian đó con phải đấu tranh nhiều không? À, có một chuyện hồi đó sinh viên làm cho con nhớ mãi là con phải bận váy đi làm. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao? Dạ tại vì cái công việc lúc đó là em phải đi làm tiếp thị. Làm tiếp thị bia của... Sao không lựa nghề nào mà đến vậy? Tại vì lúc đó cái đó là nó thích hợp với lại cái giờ làm việc là tối. Mình chỉ có thể làm việc từ 5 giờ chiều hoặc là 6 giờ chiều đến 9, 10 giờ đêm. Cứ là cái giờ làm việc thích hợp. Cái hai là mức lương của nó phù hợp với lại sinh viên. Mà anh thấy tiếp thị bia là phải ngon nha, phải tướng, phải sexy đồ này không, nọ anh. Chứ với cái ngoại hình như vậy tiếp thị bia thì sẽ như thế nào? Con thấy là những cô gái sẽ thích hợp với cái công việc đó. Còn bây giờ pin cắt tóc ngắn hết trơn trội thì làm sao mà có thể phù hợp với công việc đó? Cái này mới là khổ cho cô nè. Nó điện về nói rồi xong rồi mẹ mới đi tìm, không có cái éo le nào mà như vậy hết. Con mình là con gái mà phải mua đồ để cho con mình giả gái để đi làm tiếp thị bia, phải đi mua cho nó tóc giả rồi nó đội lên rồi đi dẫn đi mua áo ngực, mà đến lúc mua ngực phải vô thử, nó không chịu vô thử, nó mắc cỡ đứng ngoài, cái con phải vô chứ mới vô mới thử được đó, như vậy đó. Rồi nó mặc váy rồi nó nói chung là mặc đồ đẹp, tóc thì đòi phải đội tóc giả lên vậy, mà chơi ở dưới anh mang đồ nhà đốc tờ. Trời ơi. Mang đồ đó xong cái quản lý người ta không chịu. Không chịu. Đúng rồi, cái mẹ phải mua không và con gót nó không đi được rồi, mua đôi sandal thấp cho nó mang. Phải đánh lên miếng son nữa. Trời. Mà nhìn thì mấy người đó thì tiếp thị cái nhìn nó thì giống như người Nhật vậy đó. Đó. Tại vì mắt nó đã một mí vậy đó, hồi đó da mặt nó đẹp hơn bây giờ đẹp. Nhiều. Mà mẹ nghe con đi tiếp thị mẹ lại mừng, đáng lẽ lo đúng không, mà lại mừng để chi? Tại con mình như vậy để tiếp xúc với đàn ông với thanh niên nhiều để cho con mình không chừng đâu nó trở lại con trở gái lại. Đúng dạ. Rồi hy vọng là như vậy rồi. Cái cảm giác em lúc đó là sao? Mặt váy rồi em kinh khủng lắm luôn á, em thiệt anh là em rất kinh khủng cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà tại vì lúc đó là em biết được là em phải đi làm, em phải có em bước ra xã hội, em phải hơn người khác em mới chịu. Nên lúc đó em phải đi làm. Tại thật ra mức lương của nó rất cao so với những cái mà em phải đi phục vụ đi đây đó, nên mức lương nó không bằng. Xong rồi hả, em mỗi lần mà em thấy bạn em bước vô trong quán của em là em chui vô toilet em trốn khi nào bạn em về thôi. Em rất là sợ em bị phát hiện ra, em sợ mọi người, những người quen của em nhìn thấy em trong hoàn cảnh đó. Mà chỉ có mẹ em vui thôi, thiệt lúc đó là mẹ vui lắm. Vui đến khi nào mà biết rằng là nó đã hiểu được nó và nó thành công, và cái cảm giác mình như thế nào khi mà biết rằng con mình nó đã thành công với cái con đường mà nó đã chọn. Ra là em làm được khoảng 2 năm. Hai năm. Dạ sau nói chung là lúc em làm em có một số vốn. À. Thì em mua được chiếc xe máy cho riêng em. Dạ em mua được điện thoại. Từ tiếp thị bia đó hả? Dạ đúng rồi. Cái lần tiếp theo mà đỡ cho mẹ phải nói là công nhận là cái lần mà em ra cái bộ phim đầu tiên. Đó. Dạ. Phim tên gì em? Trái cấm anh. Trái cấm. Dạ phim là năm 2015 giờ phim đó. Hiện tại bây giờ trên YouTube là tới 12 triệu một tập, 12 triệu lượt xem một tập. Và đó là một cái sự thành công khá là lớn trong cái thời điểm đó. Thì lúc mà em làm phim là mẹ cũng là người đầu tiên chửi. Mẹ la quá trời, mẹ nói là tại sao người ta hả, người ta đi đóng phim với người ta đem tiền về nhà, còn con thì con lấy tiền con đi làm. Lúc đó là nhà đang kinh doanh quần áo, mẹ cũng cho em một cái shop ra, em cũng có số vốn em đắp vô em mở được cái shop rồi. Em dục hết, em lấy tiền em gom sạch sẽ tiền bạc em có để em làm. Nhưng mà có một hôm là sau khi bộ phim ra thì tại vì em đóng chính trong bộ phim nữa thì em được rất là nhiều bạn trẻ gọi là hâm mộ em. Thì có một hôm là có một cái trường nào đó nó đi du lịch nào về á, xong nó ghé với nó đi vô với si nó nghỉ mệt tham quan đồ á, thì nó thấy em nhận ra. Và dạ đúng rồi, và lúc đó là rất là đông luôn, hơn cái 100 bạn luôn, nó đứng xung quanh cái quầy của em để xin chụp hình và xin giữ ký. Cái lúc đó mẹ khác liền đó, là có mẹ đó luôn, có mẹ đó, tại quầy đó quầy của mẹ, mà lúc đó em ra chơi em ra phụ mẹ ngày chủ nhật thì nó rất rất đông luôn. Sau này
đó lúc đó mẹ thấy là con mình nó ra xã hội cũng không có ghét, không có sao lắm nó, mà ngược lại là người ta còn yêu quý nó nữa. Đó là những cái bằng chứng mà em đem về cho mẹ em thấy được. Em chia sẻ vừa cho chị với lại Lâm với lại khán giả biết cái cảm xúc của cái người làm mẹ của mình lúc đó như thế nào. Mà khi mà thấy con mình mà fan vô rồi chụp hình cái cảm xúc của cô lúc đó như thế nào là cô? Vui lắm chứ sao, mừng lắm, mừng mà hãnh diện lắm, tự hào về con mình lắm. Giờ đi tới đâu cũng khoe hết á, con tôi là vậy đó. Khoe đúng không, hạnh diện quá lúc trời. Lúc đó là bắt đầu đem đi khoe chứ hồi xưa là không có đâu. Hồi cắt xưa là tủ hả? Đúng rồi, xưa là muốn cắt cửa tủ. Cắt cửa tủ. Cô cho con hỏi là nhà Bin á, ngày xưa lúc mà còn ở nhà cái tật xấu gì của Bin mà cô nhớ nhất, và là Bin có nhiều tật xấu không cô? Chắc nhiều lắm bao ha. Bao la hả cô? Bao la đúng rồi. Làm biến thì khổ chê. Làm biến đúng rồi. Ngủ dậy trễ. Ngủ nướng đúng rồi. Với lận cái giờ giấc của nó hẹn không bao giờ đúng á. Như là kêu sáng mai tối nó dặn nó chứ sáng mai dậy chở mày đi bệnh viện khám bệnh nghe. Nó dạ, sáng vẫn kêu nó dậy nó ra ngồi ngoài đây đợi, tưởng vô trỏng vô nó ngủ luôn tới trưa luôn. Trời đất ơi. Là thôi là cái đâu khám được buổi sáng thì phải qua đầu giờ chiều. Đầu giờ chiều. Đúng rồi. Bản thân con thì con thấy là con chưa có lo cho mẹ được. Yeah. Tại vì em nghĩ là cái tuổi của mẹ em bây giờ là không phải đi làm nữa. Em muốn mẹ nghỉ ngơi, em muốn mẹ được đi du lịch, được ăn ngon, được ở nhà. Thì trong chương trình này ví dụ như có cái gì mà hiện tại cô đang rất là buồn, chưa có hài lòng lắm về Bin? Cô không có gì mà không hài lòng hết. Hiện tại là cô đang có là điều cô hài lòng. Nhưng mà cái buồn cái là ví dụ công việc cô buôn bán nó nhiều cái nó bị áp lực quá, nói chung bị căng thẳng, bị stress luôn á. Dạ. Thì như tối về nhà thì cô muốn có Bin, có Tri ở nhà với mẹ, mấy mẹ con tâm sự được với nhau. Cái này về nhà chỉ có một mình thôi. Cái đó chỉ buồn như vậy thôi. Còn ba thì bị bệnh rồi thì ba đâu có quan tâm, ba không biết. Là em của Bin giờ còn ở nhà. Còn em của Bin vẫn có ở nhà mà nó kiểu còn nhỏ, nó cứ lo tập trung nó học thôi chứ nó không có tâm lý giống như Bin. Thì nó khác thì. Bin thấy ở Biên Hòa cũng gần rồi sao không về ở với mẹ đi Bin? Ra thì giờ anh đi quay anh cũng biết á, nhiều khi là em quay không có cái giờ giấc nó cụ thể. Nó up đoàn, nhiều khi up đoàn 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ sáng cũng không chừng. Thôi nếu cái khoảng thời gian mà chạy về chạy lên thì nó lại khá là tốn thời gian. Xa, đúng không? Hiện tại bây giờ công việc khá là bận luôn. Thì cũng biết là mẹ buồn, em cũng thật sự bản thân em cũng muốn về. Nhưng mà cũng chưa biết là sẽ thu xếp như thế nào. Thì bây giờ nếu có một cái điều gì mà muốn nói với mẹ mà từ trước giờ mà Bin chưa có nói được á, thì nhân chương trình này Bin có muốn nói câu gì với mẹ? Con xin lỗi mẹ. Cái gì đâu mà xin lỗi, mẹ lúc nào cũng thương con hết luôn. Xin lỗi nhiều lắm, xin lỗi đầu tiên là từ nhỏ lớn đã làm cho mẹ đau lòng rất là nhiều. Có những thứ không phải là lỗi của con, cũng không phải là lỗi của mẹ, nhưng mà nó hiện hữu ra đã làm một sự đau lòng cho mẹ rồi. Con xin lỗi vì con 27, 28 tuổi rồi mà tới bây giờ con vẫn không lo được cho mẹ. Con sống khỏe là mẹ mừng rồi, không cần con lo gì cho mẹ hết. Ví dụ mẹ bệnh đi, mẹ có nói với em một câu là tất cả các bệnh của mẹ là từ cái tâm bệnh mà ra. Thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều về câu nói của mẹ. Cái mục tiêu lớn nhất của em khi mà em lúc nào cũng nghĩ là mình phải có thật nhiều tiền. Em muốn cho mẹ đi đây đi đó, mẹ lúc nào cũng chờ mẹ đi rồi ai bán quầy cửa đồ ai lo em muốn không. Mẹ dẹp hết đi, mẹ dẹp hết, không có những thứ đó con vẫn lo cho mẹ được. Em muốn tự tin nói với mẹ câu nói đó. Thì nói được câu nói đó thì mình phải có điều kiện mình mới nói được. Đúng. Thì em vẫn mong là tương lai em phải làm được điều đó. Mong muốn là con bị sẽ tốt hơn, dạ. Để lo cho mẹ nhiều hơn. Dạ cô ơi, sẵn đây cô có lời nào muốn nói với Bin không? Mẹ chỉ mong con là sống thật hạnh phúc, sống khỏe, vui. Con với Tú Tri thương với nhau suốt đời. Vậy là mẹ mừng rồi. Với ngày con càng thành đạt lên, vậy là được rồi. Dạ. Chứ không cần gì nhiều nữa. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn Bin đã dành thời gian tham gia chương trình. Dạ, con chúc cô thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Và chúc Bin có thật nhiều sản phẩm thật là hay gửi đến khán giả, cũng như là con đường sự nghiệp của em ngày càng phát triển và thành công hơn. Dạ. Cảm ơn rất nhiều.